Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ hai 27 tháng 11 năm 2017, chương trình gồm những nội dung sau đây: tin Công giáo, suy niệm lời Chúa, thắc mắc Công giáo, lắng động trong này. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, ave, ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Công giáo hôm nay gồm một số tin sau đây. Tín hữu Myanmar đi 3 ngày 2 đêm để nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói hãy khiêm tốn khi làm ơn cho kẻ khác. Tuyên bố của chính quyền Ai Cập về cuộc tấn công vào một đền thờ Hồi giáo ở Sinai. Chuyến đi Miến Điện và Bangladesh, tôi xin anh chị em thắp tùng tôi trong lời cầu nguyện. Chuyến đi Miến Điện và Bangladesh, tôi xin anh chị em thắp tùng tôi trong lời cầu nguyện. Trước hơn 30.000 giáo dân có mặt ở quảng trường Thánh Phêrô trong giờ kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 11 năm 2017, Đức Francisco xin giáo dân, tôi xin anh chị em thắp tùng tôi trong lời cầu nguyện. Ngài nhắc lại, tối nay tôi bắt đầu chuyến tông du đi Miến Điện và Bangladesh. Đức Francisco sẽ rời phi trường Phiumicino lúc 21:40. Ngài sẽ đến Yangon, thủ đô kinh tế của Miến Điện, sáng 27 tháng 11, lúc 13:30 giờ địa phương. Chuyến đi sẽ kết thúc ngày thứ Bảy 2 tháng 12 năm 2017 và Ngài sẽ về Roma khoảng 23 giờ cùng ngày. Tôi xin anh chị em thắp tùng tôi trong lời cầu nguyện để sự hiện diện của tôi là dấu chỉ gần gũi và hy vọng cho người dân ở đây. Để chuẩn bị cho chuyến đi của mình, Đức Francisco đã có hai video nhắn gửi sứ điệp của mình cho người dân Miến Điện và Bangladesh. Ngài cũng xin mạng lưới cầu nguyện thế giới và tất cả các người Công giáo cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô hữu Á Châu theo ý chỉ cầu nguyện của tháng 11, cầu nguyện cho Á Châu. Trong video này, Ngài nói, điều làm tôi ấn tượng nhất về Á Châu là sự đa dạng của các dân tộc ở đây, những người thừa kế các nền văn hóa xưa cổ, tôn giáo và truyền thống. Trên châu lục này, giáo hội Công giáo là một thiểu số, thách thức để đứng lên thật đáng nể. Chúng ta phải cổ động cho văn hóa đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Đối thoại đóng một vai trò thiết yếu trong sứ vụ của giáo hội ở Á Châu. Ngày kết thúc, chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu Kitô ở Á Châu để họ đặt đối thoại, hòa bình và cảm thông hỗ tương lên hàng đầu, đặc biệt với những người thuộc các tôn giáo khác. Và như thường lệ, vào cuối buổi kinh truyền tin, Ngài nói, và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi, chúc anh chị em ăn cơm trưa ngon miệng. Và xin hẹn gặp lại. Tín hữu Myanmar đi 3 ngày 2 đêm để nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi mệt nhừ, nhưng chúng tôi sẽ được đền bù bằng việc nhìn thấy Đức Thánh Cha. Nhìn thấy Ngài đối với chúng tôi như là nhìn thấy gương mặt của Chúa Giê-xu. Đây là một ơn phúc và chúc lành. Đó là lời của một số phụ nữ trong nhóm 200 khách hành hương đã đi xe lửa 3 ngày 2 đêm. Từ bang Kachin đến Yangon, Myanmar, tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đến thăm Myanmar. Sáng 24 tháng 11, sau hành trình dài 3 ngày 2 đêm, nhóm 200 khách hành hương này đã đến giáo xứ Thánh Francisco Assisi ở Yangon. Tất cả họ đều thuộc sắc dân Kachin, là sắc tộc có số Kitô hữu đông nhất ở Myanmar, đến từ miền cực bắc của đất nước, nơi bị tàn phá tan hoang vì cuộc xung đột giữa quân đội sắc tộc và quân đội chính phủ. Nhóm khách hành hương này mang theo lời cầu nguyện và đau khổ của tất cả những người Kachin mà vì lý do kinh tế và an ninh không thể tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành vào ngày 29 tháng 11 tới đây. Dù thật khó khăn để đến được Yangon, nhưng các tín hữu hành hương vẫn tỏ rõ niềm vui của họ. Cụ Petru Longam, 83 tuổi, nói, những người Kachin chúng tôi như thế, chúng tôi thích nói chuyện, chúng tôi là những người cởi mở. Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi theo đạo, chúng tôi sẽ có thể nhìn thấy một Đức Giáo Hoàng, thật là không thể tin nổi. Ngày mai giáo xứ Thánh Francisco sẽ đón tiếp một nhóm 500 tín hữu hành hương khác, và ngày sau nữa một nhóm 700.
Giáo xứ này cũng như các giáo xứ ở Yangon cộng tác với hội đồng giám mục để trợ giúp tất cả khách hành hương. Mỗi giáo xứ muốn đóng góp phần của mình. Có các tình nguyện viên chăm lo cho khách hành hương, có những người lo ăn uống, tắm giặt, ghi danh, v.v. Cha xứ Jacob chia sẻ về thời điểm này, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phép lạ, mọi người vui vẻ giúp đỡ nhau, nó là một ngày hội tuyệt vời. Sự kiện này khuyến khích củng cố đức tin và tình yêu. Giáo xứ chúng tôi có 1.300 tín hữu và sẽ đón tiếp số khách hành hương tương tự. Tất cả vui vẻ đón tiếp họ, cả người Hồi giáo và Phật giáo sống ở đây cũng thế. Đây là dấu chỉ rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể là thời khắc đối thoại và có thể đóng góp cho tiến trình hòa giải quốc gia, niềm tin công giáo liên kết chứ không chia rẽ. Tôi là một ví dụ, tôi thuộc sắc tộc Karen, cha tôi là Phật tử, còn mẹ tôi là công giáo. Đức Thánh Cha nói, hãy khiêm tốn khi làm ơn cho kẻ khác. Đức Thánh Cha Francisco hôm 23 tháng 11 đã chia sẻ rằng, hãy luôn khiêm tốn khi phục vụ người khác, đặc biệt là những người hèn mọn nhất, và hãy nhớ lại chính bản thân bạn đã nhận được nhiều hồng ân dù bạn không xứng đáng. Đức Francisco nói, khi bạn làm điều gì đó cho những người bé nhỏ, hèn mọn, tức những người bị loại trừ và thấp kém nhất, đừng bao giờ hành động theo kẻ bề trên. Thay vào đó, hãy nghĩ rằng tất cả những gì bạn làm cho họ là cách để đáp trả những gì bạn đã nhận được nhưng không. Hãy tạo ra một không gian thân thiện, hiếu khách với tất cả mọi người hèn mọn nhất, để họ có thể bước vào cuộc đời của bạn. Đó là những kẻ bị gạt ra bên lề, những người vô gia cư, phải sống trên đường phố, công viên hay nhà ga, hàng ngàn người thất nghiệp, gồm cả người trẻ và người trưởng thành. Cũng như nhiều bệnh nhân không được chăm sóc tương xứng, nhiều người già bị bỏ rơi, những phụ nữ bị ngược đãi, những người nhập cư đi tìm cuộc sống tốt hơn, và tất cả những ai đang sống ở các vùng ngoại vi bị tước bỏ phẩm giá và không được biết ánh sáng của tin mừng. Đức Thánh Cha nói tiếp trong cuộc gặp với khoảng 400 thành viên dòng Francisco, hãy học để trở nên như Thánh Francisco, như Ngài từng nói, hãy bệnh với người bệnh, đau khổ với người đau khổ. Ngài cũng khuyến khích họ làm việc với tấm lòng khiêm tốn của trẻ thơ. Đức Thánh Cha nói, đó là lý do tại sao trong mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa, chúng ta phải bắt đầu như trẻ nhỏ, vừa khiêm tốn và tự tin, và giống như người thu thuế cầu nguyện trong tin mừng, ông ta ý thức về tội lỗi của bản thân và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng cho biết, việc sống khiêm tốn là một khía cạnh quan trọng trong tương quan giữa ta với Thiên Chúa, giữa ta với anh em trong dòng, cũng như tất cả mọi người, bởi vì như Thánh Francisco nói, con người không có gì khác ngoài tội lỗi, và giá trị của ông là giá trị của mình trước mặt Thiên Chúa, và không có gì khác. Nhưng làm sao để chúng ta giữ được lòng khiêm tốn trong tất cả các mối tương quan với người khác? Đức Thánh Cha hỏi, đó là chúng ta hãy tránh những hành vi kẻ cả, bề trên, như vội vã xét đoán người khác, nói xấu người khác sau lưng, đòi trả ơn khi làm cho ai đó, và dùng quyền của mình để khuất phục người khác. Tuyên bố của chính quyền Ai Cập về cuộc tấn công vào một đền thờ Hồi giáo ở Sinai. Hôm thứ Bảy 25 tháng 11, chính quyền Ai Cập cho biết cuộc tấn công vào một đền thờ Hồi giáo do các chiến binh thánh chiến Hồi giáo ở miền Bắc Sinai gây ra đã giết chết 305 tín hữu Hồi giáo, trong đó có 27 trẻ em. Số người chết như thế đã tăng lên 235 người so với báo cáo sơ khởi ban đầu. Một tuyên bố của chánh công tố Nabin Sadek cho biết cuộc tấn công hôm thứ Sáu 24 tháng 11 đã khiến 128 người khác bị thương. Theo các chuyên gia, những kẻ tấn công ước tính từ 25 đến 30 tên đã tới nhà thờ Hồi giáo gần thị trấn Bialab trên 5 chiếc xe hơi và án ngữ ở cửa chính và 12 cửa sổ trước khi nổ súng. Chúng cũng đốt cháy 7 chiếc xe đậu bên ngoài nhà thờ Hồi giáo của những người thờ phượng bên trong. Trích dẫn lời khai của các nhà điều tra từ những người sống sót, tuyên bố nói một số kẻ tấn công đã che mặt, nhưng những tên khác thì để râu và tóc dài. Chúng mặc áo khoác và áo thun đen, biểu tượng của bọn khủng bố Hồi giáo IS. Chúng luôn miệng hét lên, Allahu Akbar, Thiên Chúa thật cao cả, trong khi bắn giết các tín hữu Hồi giáo. Cũng trong ngày thứ Sáu, các máy bay chiến đấu của Ai Cập đã tấn công vào vùng núi Sinai, tiêu hủy một số loại xe, được tin là thuộc về bọn khủng bố Hồi giáo IS. Tất cả những người đi trên xe đều bị giết. Lời tuyên bố của chánh công tố Ai Cập
là tuyên bố chi tiết nhất của nhà chức trách về cuộc tấn công này, là biến cố bi thảm nhất do các phần tử cực đoan Hồi giáo gây ra trong lịch sử hiện đại của Ai Cập. Tuyên bố cũng mô tả về những cảnh kinh khủng trong khoảng 20 phút khi bọn khủng bố Hồi giáo IS bắn giết các tín hữu. Một số người đã nhảy ra khỏi cửa sổ, trong khi một cuộc tắm máu diễn ra trong đền thờ và trẻ em la hét kinh hoàng. Một số người nói bọn khủng bố trực sẵn bên ngoài đã bắn chết những ai bỏ chạy khỏi đền thờ. Một nhân chứng tên là Ebit Salem Mansour cho biết, vị imam giảng thuyết hôm đó vừa mới bắt đầu bài thuyết pháp thì tiếng súng nổ vang lên. Dâng lên ngài một bài tình ca chiều mến, dâng trái tim nồng say thành tâm tình yêu Chúa nhiều. Bao tháng năm qua dần, tình ngài hồn con khắc sâu. Đôi lúc con thơ, tình mến vẫn không mờ phai. Chúa tôi ơn chan hòa, đoàn con cảm mến tri ân. Biết lấy chi đáp đền tình yêu Thiên Chúa bao la. Cho ông tình mến yêu ngài dù lắm phong ba. Giữa đời tình ngài là mến lòng còn vui đắm say từng ngày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 21 câu 5 đến câu 11. Khi ấy có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá. Bây giờ các ông hỏi người rằng: thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến? Người phán: các con hãy ý tứ, kẻo bị người ta lừa dối, vì chừng sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến và tự xưng rằng chính ta đây và thời gian đã gần đến. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. Bấy giờ người phán cùng các ông rằng: dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Quý vị và các bạn thân mến, sử gia Do Thái, ông Josepho đã tỉ mỉ mô tả vẻ huy hoàng tráng lệ của đền thờ Jerusalem, đặc biệt khi ánh mặt trời chiếu vào những gốc nho bằng vàng húi cao bằng người thật. Người Do Thái tự hào nói rằng: ai chưa nhìn thấy Jerusalem trong vẻ tráng lệ của nó thì không bao giờ có được niềm vui. Thế nhưng, đền thờ hùng vĩ ấy đã bị binh lính Roma đốt cháy bình địa năm 70. Jerusalem và bao công trình kiến trúc vĩ đại khác, niềm tự hào của con người, rồi cũng bị tàn phá theo thời gian, nhắc cho chúng ta nhớ đến sự mong manh của sự vật trong thế giới, cũng như sự mộng giòn vắng vỏi của chính cuộc sống của chúng ta. Điều nghịch lý là không phải những thứ tưởng vững chắc như đá, xi măng, sắt thép sẽ bền vững, trái lại chỉ có tấm lòng nhân ái của con người mới tồn tại mãi qua thời gian. Trong khoảng thời gian trước ngày Chúa trở lại sẽ có nhiều tai ương khốn khó,
hình ảnh các biến cố thiên nhiên như động đất, hạn hán, mất mùa, ôn dịch, những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ trên trời, hay hình ảnh chiến tranh, loạn lạc, là những yếu tố trong lối hành văn được các ngôn sứ sử dụng để báo trước về ngày trung thẩm của Thiên Chúa. Tuy nhiên, các biến cố đó không phải chỉ là những hình ảnh mà là sự thật. Chúng cũng tác dụng như một nhắc nhở cho con người ý thức về bản chất thụ tạo yếu đuối và mỏng dòn của mình, đồng thời soi sáng cho con người biết chiều kích về ơn gọi siêu việt của mình là sống như con cái Thiên Chúa và trung thành thực hiện ơn gọi đó trong khi chờ đợi ngày Chúa lại đến. Thế giới hôm nay đang qua đi, bao con người đang qua đi, mọi sự ở đời rồi cũng sẽ qua đi. Mong rằng sự thật này sẽ nhắc nhở mỗi người chúng ta tính tạm bợ phù hoa của trần thế, để chúng ta biết đầu tư mọi năng lực cho những giá trị bền vững, tin tưởng nơi Thiên Chúa, gắn bó theo chân Chúa Giêsu và yêu thương đồng loại. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa. Xin cho chúng ta hằng gắn bó với Chúa và sống hết tình con thảo trong từng giây phút đời sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết rằng công trình kiến trúc, danh vọng, chức quyền, lời khen của cải, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Điều quan trọng tồn tại mãi mãi là tình yêu Chúa dành cho chúng con và tình mến chúng con đáp lại tình Chúa. Amen. Xin cứ dâng lên nhà cuộc đời ngày qua hạnh phúc, cho thế nhân bình an, tình vui trong chân lý ngài, dẫn dắt con trên đường vượt ngàn chông khơi khó nguy, kiên vững không ai chi, tìm bước dấu chân ngài đi. Chúa tuổi ơn tràn hòa, đoàn con cảm mến tri ân, biết lấy chi đáp đền tình yêu Thiên Chúa bao la. Chọn tình mến yêu ngài dù lắm phong ba giữa đời, tình ngài là mến nồng còn vui đắm say từng ngày. Chúa tôi ơn tràn hòa, đoàn con cảm mến tri ân, biết lấy chi đáp đền tình yêu Thiên Chúa bao la. Chọn tình mến yêu ngài dù lắm phong ba giữa đời, tình ngài là mến nồng còn vui đắm say từng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thắc mắc Công giáo. Được lưu giữ thánh thể tại tư gia không? Thưa cha, xin cha cho con biết liệu các thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ có thể lưu giữ thánh thể tại nhà qua đêm để trao thánh thể cho người khác vào ngày hôm sau chăng? Điều này sẽ là bất tiện, nhưng chắc chắn không phải là rất khó khăn cho họ để trở lại nhà thờ lấy hộp đựng mình thánh của họ vào ngày hôm sau. Giải đáp của cha Edward McNamara, dòng đạo binh Chúa Kitô, khoa trưởng thần học và giáo sư phụng vụ của trường Đại học Regina Apostolorum Roma. Chào bạn, câu trả lời ngắn gọn là không. Bộ giáo luật nói khá rõ ràng về vấn đề này. Điều 934, trệt 1, thánh thể. 1. Phải được lưu giữ trong nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ tương tự, trong nhà thờ giáo xứ, trong nhà thờ hay nhà nguyện của một tu viện hoặc của tu đoàn tông đồ.
2. Có thể được lưu trữ trong phòng nguyện của giám mục, và nếu có phép của bản quyền sở tại, trong các nhà thờ, nhà nguyện và phòng nguyện khác. Trệt 2. Tại những nơi lưu giữ thánh thể, luôn luôn phải có người chăm nom, và trong mức độ có thể, một tư tế phải cử hành thánh lễ ít nhất mỗi tháng 2 lần. Điều 935. Không ai được phép lưu giữ thánh thể trong mình, hoặc đem đi đường với mình, trừ khi nhu cầu mục vụ khẩn trương đòi hỏi và phải giữ các chỉ thị của giám mục giáo phận. Đối với nhà tạm, Bộ Giáo luật quy định. Điều 938 trệt 1. Thánh thể thường chỉ được lưu trữ trong một nhà tạm của nhà thờ hay nhà nguyện. Trệt 2. Nhà tạm lưu trữ thánh thể được đặt vào một vị trí cao trọng và dễ nhìn thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện, lại phải được trang hoàng đẹp đẽ và thuận tiện cho việc cầu nguyện. Trệt 3. Nhà tạm lưu trữ thánh thể thường xuyên phải bất di bất dịch, làm bằng chất liệu vững chắc, không nhìn qua được và phải khóa cẩn thận để tránh tối đa nguy cơ xúc phạm. Trệt 4. Vì lý do quan trọng, được phép lưu trữ thánh thể, nhất là ban đêm, trong một nơi khác xứng đáng và an toàn hơn. Trệt 5. Người coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải liệu giữ chìa khóa nhà tạm lưu trữ thánh thể thật chu đáo. Điều này được làm rõ hơn trong tông huấn Redemptionis Sacramentum, bí tích cứu độ năm 2004. Ngoài các quy định của điều 934 trệt 1 của giáo luật, cấm không được lưu trữ mình thánh chúa ở một nơi không thuộc quyền thật sự của giám mục giáo phận, hay trong một nơi có nguy cơ bị xúc phạm. Nếu có trường hợp như vậy, giám mục giáo phận phải hủy bỏ ngay quyền cho lưu giữ thánh thể đã được ban trước. Không ai được đem mình thánh chúa về nhà hay đến một nơi khác. Việc này là nghịch với quy tắc của giáo luật. Vả lại, phải nhớ rằng việc đem hay lưu giữ mình thánh chúa với mục đích phạm sự thánh, cũng như ném mình thánh chúa xuống đất, là những hành vi thuộc loại những tội phạm nặng hơn mà việc xá giải được dành cho Bộ Giáo lý Đức tin. Linh mục hay phó tế, hoặc vì thừa tác viên thông thường vắng mặt hay bị ngăn trở, thừa tác viên ngoại thường đem mình thánh cho một bệnh nhân rước lễ, nếu có thể được, từ nơi mình thánh chúa được lưu giữ, phải đi ngay đến nơi bệnh nhân ở, không chia trí ở dọc đường, như vậy để tránh xa mọi nguy cơ xúc phạm và minh chứng một lòng hết sức tôn kính mình thánh chúa Kitô. Luôn luôn phải tuân giữ nghi lễ cho bệnh nhân rước lễ, như đã ấn định trong sách Nghi thức Roma. Trước tiên, chúng ta thấy, từ điều 934 trệt 2 rằng, thánh thể có thể được lưu trữ trong phòng nguyện của giám mục, do đó, ngay cả một linh mục cũng không thể lưu trữ thánh thể trong nhà mình mà không có phép của giám mục. Mặc dù một số giám mục ban phép này cho các linh mục, thường là nếu nhà xứ có một phòng dành riêng cho nhà nguyện, vốn đáp ứng các điều kiện, được đề cập trong điều 938. Tuy nhiên, điều 935 trong khi nêu rõ điều cấm chung cho phép giám mục đưa ra một số ngoại lệ, thậm chí là ổn định nữa bằng cách ban hành các quy định và tiêu chuẩn cụ thể. Có thể có một số tình huống mà trong đó một thừa tác viên thông thường hoặc thừa tác viên ngoại thường có thể cần lưu giữ thánh thể tại nhà mình hoặc một nơi khác bên ngoài nhà thờ. Ví dụ như nếu thừa tác viên sống cách xa nhà thờ và cần trao thánh thể cho người bệnh và người hấp hối. Trong các trường hợp như thế, giám mục có thể cho phép ngoại lệ. Tuy nhiên, phải tuân giữ khuyến nghị của điều 133 trong tông huấn Redemptionis Sacramentum để tránh các nguy cơ xúc phạm trong khi mang thánh thể theo. Nói tóm lại, trong khi cho phép các trường hợp đặc biệt, các ngoại lệ này cần phải được tránh. Có vẻ như không có bất kỳ lý do đặc biệt nào cho trường hợp ngoại lệ trong trường hợp do bạn đọc của chúng ta đưa ra và do đó phải tuân theo sự thực hành thông thường. Thật vậy, theo quan điểm thiêng liêng, sẽ tốt hơn cho các thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ là hãy nhận lấy thánh thể được truyền phép trong thánh lễ mà họ tham dự. Bằng cách này, mặc dù đó không phải là một yêu cầu, nó có thể giúp cho các người bệnh hoặc người phải ở nhà trải nghiệm một cảm thức hiệp thông rộng lớn hơn với cộng đoàn thờ phượng. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng động trong ngày.
trái đất nếu còn quay, mặt trời còn mọc đây, biển khơi còn sông chảy, thiên nhiên còn cỏ cây, trời xanh vẫn còn mây, lạc quan ta còn sống mỗi ngày vui say. Hạnh phúc còn trong tay, nó theo ta mỗi ngày. Hạnh phúc vẫn còn đây, còn hoài trong phút giây. Hãy yêu thương đong đầy, buồn phiền chẳng bủa vây. Hãy an vui trong cậy, cô đơn nào quấy rầy. Chú kiên vẫn bỏ cây, gà con gáy ngày nay dễ kêu dọc luôn cày. Chim vẫn đầy cánh bay, còn hoa bướm nồng say. Lạc quan ta còn thấy đời tuyệt vời thay. Sau một thời gian cầm cù và chắc chiêu, một người đàn ông nọ đã trở thành người giàu có nhất trong ngôi làng nhỏ bé của mình. Từ lúc mua được một con lừa, anh ta mới có ý nghĩ làm một chuyến đi xa cho biết đó biết đây. Anh đến một ngôi làng khác lớn hơn ngôi làng của anh. Một ngôi nhà thật đẹp và sang trọng đập vào đôi mắt của anh. Sau khi dò hỏi, anh biết được đó là ngôi nhà của người giàu có nhất trong làng. Anh bèn trở về ngôi làng nhỏ bé của mình và quyết chí làm ăn, dành dụm để có thể may ra xây được một ngôi nhà đẹp hơn ngôi nhà mà anh vừa trông thấy ở ngôi làng bên cạnh. Không mấy chốc, tiền bạc dư dả, không những anh xây được một ngôi nhà sang trọng đẹp đẽ hơn, mà còn mua được cả một đàn ngựa và xe nữa. Lần này, anh vượt qua ngôi làng nhỏ để đến một đô thị lớn. Tại đây, đâu đâu anh cũng thấy những ngôi nhà đẹp, và ngôi nhà nào cũng đẹp hơn ngôi nhà của anh. Anh nghĩ bụng, cho dẫu có lao nhọc cả quãng đời còn lại, anh cũng không tài nào có thể xây được cho mình một căn nhà đẹp như thế. Anh bèn tiêu nghỉu đánh xe quay lại ngôi làng cũ của mình. Nhưng rủi thay, chiếc xe lại gặp tai nạn. Anh đành phải bỏ chiếc xe để leo lên lưng ngựa, cố gắng chạy về ngôi làng cũ của mình. Nhưng dọc đường, vì mỏi mệt và đói lả, ngựa cũng lăn ra chết. Người đàn ông chỉ còn biết lủi thủi đi bộ về nhà. Đêm đến giữa sa mạc, anh nhìn thấy một ánh lửa bập bùng từ xa. Anh nấn ná tìm đến và khám phá ra túp lều của một vị ẩn sĩ. Vào trong túp lều, người đàn ông mới nhận ra rằng có lẽ trong đời anh chưa bao giờ thấy có cảnh nghèo đàn cùng cực hơn. Anh ái ngại nhìn nhà tu hành rồi thắc mắc: "Thưa ông, làm sao ông có thể sống được trong cảnh cùng cực như thế này?" Vị ẩn sĩ mỉm cười đáp: "Tôi bằng lòng với cuộc sống." "Thế còn ông, xem chừng như ông không được thỏa mãn về cuộc sống của ông cho lắm." Người đàn ông ngạc nhiên hỏi lại: "Sao ông biết tôi không được thỏa mãn?" Nhà ẩn sĩ nhìn vào đôi mắt của người đối diện rồi thong thả nói: "Tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của ông. Đôi mắt của ông cứ chạy theo giàu sang, nhưng sự giàu sang không bao giờ đến với ông. Ông hãy nhìn cảnh hoàng hôn, ông có thấy những ánh sáng yếu ớt đang chiếu rọi trên cánh đồng không? Chúng tự mình đang soi sáng cả vũ trụ. Nhưng không mấy chốc, các ngôi sao mọc lên và những tia sáng hoàng hôn biến mất. Những ánh sao tượng chúng đang soi sáng cả bầu trời, nhưng khi mặt trăng vừa ló dạng thì những ánh sao ấy cũng bắt đầu tắt ngủm. Vầng trăng sáng kia tự mình soi sáng cả trái đất, nhưng không mấy chốc mặt trời mọc lên và mọi thứ ánh sáng của đêm đen đều biến mất. Nếu những thứ ánh sáng trên đây đều biết suy nghĩ về những điều ấy thì có lẽ chúng sẽ tìm thấy nụ cười đã đánh mất." Nghe câu chuyện ví von của nhà hiền triết, người đàn ông mở miệng mỉm cười, nhưng nỗi buồn vẫn còn thoáng trên gương mặt ông. Vị ẩn sĩ tiếp tục câu chuyện: "Ông có biết rằng, sánh với tôi, ông là vua không?" Người đàn ông tự nhiên so sánh căn nhà của mình với túp lều của vị ẩn sĩ. Nhưng đó không phải là điều mà vị ẩn sĩ muốn nói đến. Ông cầm chiếc đèn đưa lên cao và mời người đàn ông đến gần mình. Dưới ánh đèn, người đàn ông mới nhận ra rằng
Vị ẩn sĩ là người không còn ngay cả đôi chân để có thể di chuyển một cách bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, giữa cuộc hành trình đầy cam go, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tà Bò. Chúa Giêsu muốn dùng thứ ánh sáng từ trên cao ấy để chiếu rọi vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp trải qua, cũng như chính nỗi hoang mang lo sợ của các môn đệ khi Ngài loan báo về cái chết. Xin cho ánh sáng phục sinh của Chúa chiếu rọi vào cuộc sống đầy âm u tăm tối của chúng ta. Xin cho chúng ta biết đón nhận từng đau đớn, thử thách trong cuộc sống với tinh thần lạc quan, phó thác, chấp nhận và hân hoan, vì tin rằng bên kia tăm tối là ánh sáng phục sinh đang chờ đón chúng ta. Phúc còn trong tay, nó theo ta mỗi ngày. Hạnh phúc vẫn còn đây, còn hoài trong phút giây. Hãy yêu thương đồng đầy, buồn phiền chẳng vua vây. Hãy an vui trong trái, cô đơn nào quay về. Chú tiên vẫn bỏ cây, nhà con gái ngày nay. Để kêu dọc luôn gầy, chim vẫn đầy cánh bay. Còn hoa bướm đồng say, lạc quan ta còn thấy đời tuyệt vời thay. Còn hoa bướm đồng say, lạc quan ta còn thấy đời tuyệt vời thay.